sai tôi đến là bố hẳn tiếng Anh em về chính con sáng con 8 2 4 6 2 4 6 8 con hả? 10 con 9 con đẻ 2 con đó. Cướp. Cướp. Đẻ 2 con đó nghe. Sao bỏ con lớn như con nó đẻ. Đẻ 3 con. Có 2 con. Con kia nó chi. Nó mới đẻ con nào quá mệt. Đẻ kìa. Cướp cái con mà bye bye đậu. Bố có con màu xanh đó không? Đó. Cái con màu, cái con màu vàng đó. Hai con màu rồi. Xanh mới đẻ đó. Hai con màu xanh. Tao muốn có một con à. Mày thấy con nào cũng bự hết á. Nhưng mà tao thấy con lanh. Con đó như con đó. Con màu xanh nó không cạnh, nó không cạnh, nó không cạnh. Trời ơi đâu. Trời ơi nó không. Nó không cạnh luôn. Không. Con màu vàng, con màu xanh hả? Nó không cạnh. Mở cửa ra cho anh ơi, mở cửa ra, mở cửa ra. Mở nào? Mở cửa ra. Trời nó hung nó bay luôn. Mở cửa anh chơi vô nè, cho nè. Mở nào? Mở nào? Ai da. Kính luôn rồi mở gì nữa. Phải, đó. Kính luôn rồi mở gì nữa. Mở này chứ gì nữa. Ừ. Mở cái này phá này ừ. Anh nó phải. Cái này hay, hay quá, cái này em. Cái này hay. Mở nhẹ nhẹ thôi, nó bay ra bây giờ đó. Hay nó hay. Mày tự mở cái mở cái mở được mà. Chết đi. Hay quá. Đi đâu ra? Dạ thôi. Quá. Quá. Cái gì vậy đó, từ từ thôi, đến chung mình anh vô thôi. Ôi, mấy gà. Ờ, đóng lại đi. Đóng lại, đóng lại. Mấy gà đẻ chưa vậy đây? Chưa. Đẻ hay không? Dạ, đẻ cục. Ơi, coi miếng hộp nó đẻ con chưa? Chưa đẻ nè. Mày quá mẹ. Về quê hả mấy con? Về quê sống hả con? Hùng ngay hơn cả trình hồn. Hai con sao chưa đẻ ta? Còn ổ gì mà chưa đẻ luôn. Ơi, một con một trứng chim. Con chim nằm dưới đây nè, nó đẻ trong đây nè. Không phải. Ừ, có trứng rồi, có trứng rồi. Đâu, đâu, đâu. Nè. Quà. Quà. Dán tay. Quà. Ồ, vậy mấy chim xuống đây nó đẻ rồi ta. Sao nó không đẻ ở trên? Đâu, gà, đâu, gà. Đẻ trong ổ gà rồi. Ê. Nó không đẻ trong ổ chim mà nó đẻ trong ổ gà mấy cha ơi. Ôi có trứng nữa cả. Đâu? Thì nó đẻ rồi, nó đẻ bể đỉnh tay ra hả mày. Nè nó bể đang trứng nữa. Ủa nó bay núm luôn à. Bể trứng luôn rồi. Đâu? Nè. Rồi. Tổn thương một đứa. Gì mà đẻ hư trơn người ta. Mấy con này ngu quá hả? Sáng qua đây mày. Đang trứng rồi nè. Con. Phải cục cức. Cục cức. Cục cức. Cục cức. Ở đây. Ở đây. Ở đây một tấm hoa hạt cục cức. Gì cô vú bí lụng. Ở đây một tấm đó là cục cức. Để không vô ổ để tụi em tập bậy không tụi bay. Ôi. Hả? Cái tầm bậy tầm bạ không vậy? Về tao tán hết. Im. Ừ, ôi, cái tầm bậy tầm bạ. Trời ơi. Trời ơi. Con chim gì mà nó nhạt chứ. Hai tụi bay hung nha. Tiếp tục. Rồi cũng sầm chứ ăn. Trời đây. Nó tầm. Để coi cái ổ nào nó đẻ nó tầm bậy không biết nữa. Trời ơi, nó cắn rồi nè. Ôi, con đó cũng phải hồi hả, dở em bay. Nó cắn mấy ngày hết trơn cái ổ nè. Con nào đẻ đâu mà phải tư mình nó đẻ. À, con này trong đây đang ấp nè. Ui.
ba trứng rồi. Đâu? Em qua đây coi ai. Vĩnh quay hỏi anh đem cho coi. Ba trứng rồi. Đó tùng đẻ đó tùng ba trứng rồi hả? Ừ. Trong đó đẻ ba trứng đây đẻ một trứng bốn. Gì? Nhìn nè. Bị lông nó rụng kìa. Lấy. À, con hôm nay đẻ sao bị hư hết trơn rồi nè. Bể nè. Quay ra cho coi vàng hoàng nè. Ờ, có con đưa cục. Để không biết sao mà rớt. Rớt, để rớt bể trứng. Nó hôn đứa kia, nó hôn đứa kia bữa tay nó. Hôn đồ hôn. Cục cướp. Mấy anh nhớ lại đất rồi. Con anh thôi nha, tay mảnh lên. Cái trăng mày mình đùa đó. Cầm mấy trứng này vô chỗ tư mình coi. Em không... Nè. Chị Giang. Sao đóng lại luôn rồi? Em không nè. Cầm lại chỗ tư coi, vô tư coi, nhanh lên. Chị Giang coi, cầm đi. Cái gì nó bể rồi mà có gì đâu mà sợ. Thôi. Nè, chị Giang lỗi lòng. Chị Giang. Nó mệt. Vô tư coi. Em lẽ em anh. Cục cứt 20 ly. Để lên luôn em, để lên. 20 ly chua. Để bể. Để lên chứ ăn. Để tứ anh hồi kêu để đó, hồi đem vô. Hai đứa một chơi. Bốn cơm con đậy vô. Đậy nè. Hai đứa một sao. Thôi mày giữ lắm đi. Nó bể trên nó có não không? Cái bể rồi mà anh thở mày. Anh thấy anh. Ôi con kia đó đi, con kia sụt quá kìa. Cái này cầm này, cục này cho anh để treo ngoài đó đi, treo ngoài cái miếng kia. Người ta mới đóng chuồng đó. Con kia nó treo ngoài cái cúc túc á. Ôi thọt vô cái đóng từ sơ thôi. Được rồi. Bắt đầu ai. Cái gì vậy Tâm? Lớn luôn. Rồi gạch nhà lên cái đi. Máy này nè, máy này nè, máy này nè. Cái cọ cái đầu chọt vô đây, chọt chọt. Con đẹp lắm á, tay con ơi, tay con ơi. Móc lên tầm con tay nha. Tôi không cho nó nước mấy con. Em đứng vô. Con gà uống tao. Không. Đi đây. Thấy nước rồi. Tôi chuyển mai ra đi. Ở ngoài có đồ múc nước không Tâm? Không. Con nào? Con xanh xanh á. Em thích con nè, cái con mà cả người xanh luôn. Khát nước quá trời. Ừ, đau hết người xanh nè. Thích chung cô tù chứ cũng được. Con vừa mới bay hả? Con nói luôn hả? Con nói luôn hả? Con màu xanh là có đen đen nữa hả? Không. Con màu xanh là có màu vàng nữa hả? Không. Con màu xanh nè. À. Nó đang đi á. Chế con tắm đó hả? Đó. Con nhỏ kìa, con nhỏ kìa, con chim quạ kìa. Ừ. Nó không lớn nổi vậy. Tại vì nó béo. Nó béo quỳ. Nó béo. Con này Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, ba lại đi cứ em. 2 4 6 8 10 11 con. Bị hai con. Đâu? Con nhỏ nữa. Có 10 con luôn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. 10 con anh đem về hết ra 10 con rồi. Bị xảy hết con còn 9 con. Nó nhiêu con? Dạ đẻ hơn 2 con rồi đó. Mấy con này lên màu đẹp quá nè. Bị hai lông nữa anh.
Chui vô rồi, chui vô, chui vô.